Nơi mà người đàn ông này quen thuộc nhất chính là nhà giam. Nhà giam đối với anh ta mà nói ấm áp như là nhà. Đây đã là lần thứ 4 anh ta bị tống vào tù. Nhưng lần này lại không giống với những lần trước. Lần này, anh ta tự chủ động xin vào tù, bởi vì anh ta có mối hận cần phải báo thù. Nhắc đến mối hận căm xương này phải kể câu chuyện từ khi John 8 tuổi. Lần đó, anh trộm một chiếc xe tải có chứa giải thưởng. Anh nhìn trúng một tấm bảng có viết 1 triệu tiền thưởng. Sau khi ăn trộm xong, anh lấy tấm biển đó đến ngân hàng để đổi lấy tiền. Không cần nghĩ, anh bị tóm. Lần đầu tiên nhìn thấy kẻ thù cả đời của anh đang ngồi trên ghế của quan tòa. Quan tòa không vì anh vẫn còn là một đứa trẻ mà bỏ qua cho anh, trái lại còn nói anh là kẻ cặn bã, vô dụng, không chút do dự phán anh có tội, phán anh 7 năm tù giam. Sau 7 năm vào tù, anh đã trưởng thành thành một thanh niên. Ở trong trại giam, anh đã học được rất nhiều, bao gồm cướp giật. Lần này anh trộm một chiếc xe chở tiền. Nhưng không may, biện pháp cướp giật của anh chẳng ra sao. Đạn bắn hết rồi mà còn chưa có viên nào trúng vào người. Anh lại bị tóm lại. John lại một lần nữa gặp thẩm phán kia. Thẩm phán trực tiếp phán anh 4 năm, đồng thời tặng anh một câu, nếu ngu dốt là có tội, vậy thì anh nhất định sẽ có thể ngồi mòn nhà giam. Lần thứ 3 bởi vì anh ăn trộm một chiếc xe, nên lại bị bắt. Thẩm phán châm chọc anh lần sau xin hãy nhìn thật kỹ, đừng có lấy nhầm xe cảnh sát. Lại bị phán mấy năm tù. Đến khi ra tù, anh đã 24 tuổi rồi. Anh hận thấu xương người thẩm phán kia, muốn giết chết ông ta. Do đó, chuyện đầu tiên anh làm sau khi ra tù chính là đi mua một khẩu súng. Nhưng khi anh gọi điện cho thẩm phán, lại phát hiện ra người này đã chết từ 3 ngày trước. Ngay lập tức, anh tức điên lên được. Muộn 3 ngày. Chỉ cần ông ta chết muộn hơn 3 ngày thôi là anh đã có thể báo thù rửa hận. Nhưng trời cao lại trêu đùa anh. Anh phẫn nộ cầm súng bắn liên thanh vào bốt điện thoại. Anh suy sụp. Đời người biến đổi không như ta mong muốn. Mất đi mục tiêu, không biết bản thân mình nên làm gì, John chỉ biết buồn bực uống rượu trong quán bar. Không ngờ lại vô tình nhìn thấy người con trai phú nhị đại của thẩm phán Nelson trên báo. Anh ta sắp tổ chức lễ tang cho cha của mình. John đột nhiên nảy ra một kế hoạch trong đầu và tìm được phương hướng cho cuộc sống. Có câu đời cha ăn mặn đời con khát nước. Mối thù của tôi sẽ tìm con ông báo. Anh âm thầm tham gia tang lễ của thẩm phán. Mượn cơ hội Nelson đang phát biểu tại tang lễ, anh trèo lên xe của anh ta. Anh lật tìm hết số tiền có thể tìm ra ở trong xe anh ta, lại xịt hết thuốc hen xuyễn ở trong lọ của Nelson. Cuối cùng còn nhổ hai bãi nước bọt vào cốc cà phê của anh ta. Sau khi tham gia tang lễ của bố mình xong, Nelson lái xe quay về công ty. Anh vừa uống cà phê vừa gọi điện cho cấp dưới của mình. Anh ta mắng như tát nước vào mặt giám đốc, bởi vì ở đám tang, ông giám đốc đã mời đến một người không nên mời. Sau đó vừa lái xe vừa hát hò. Cho đến khi thân thể có gì đó không đúng, anh ta bắt đầu lấy lọ thuốc hen xuyễn cho vào mồm, nhưng lại phát hiện bên trong lọ trống rỗng. Anh lập tức hoảng loạn. Thế này là muốn lấy mạng của anh đây mà. Nelson mãi mới tìm thấy một hiệu thuốc. Anh chạy vào bên trong mua thuốc. Nhưng anh đang phát bệnh hen nên đã sớm không thể nói thành câu rõ ràng. Anh chạy đến giá thuốc tìm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy thuốc hen xuyễn, nhặt được mạng của mình về. Nhưng bà chủ lại tưởng anh là tên cướp nên cầm súng xuất hiện. Nelson vội vàng muốn giải thích. Anh duỗi tay ra. Bà chủ lại cho rằng trong tay anh có súng. Lúc đó, John đang rất vui vẻ ở bên ngoài xem kịch. Anh nhắm chuẩn thời cơ bắn một phát súng lên trời. Tiệm thuốc cho rằng tên cướp đã nổ súng nên trong lúc hoảng loạn đã bắn hai phát súng. Cứ như thế, Nelson lơ mơ bị đưa đến tòa án. Trên tòa, Nelson định dùng quan hệ của bố mình để chào hỏi thẩm phán. Suy cho cùng đây chỉ là một cuộc hiểu lầm. Nhưng thẩm phán lại ghét nhất loại phú nhị đại như anh ta nên trực tiếp tống anh ta vào tù, phán 5 năm tù giam. John ở bên trong nghe được phán quyết này liền bật cười ra tiếng. Nelson bị đưa vào nhà giam. Theo như lẽ thường mà nói, âm mưu hãm hại của John đã thành công nhưng anh lại cảm thấy vẫn chưa đủ. Anh vẫn muốn giày vò Nelson. Do đó anh cố ý bán cho cảnh sát ma túy nên bị bắt mà không phản kháng. Anh đến tòa án, co kè mặc cả với thẩm phán. Dù sao thì hiện tại anh cũng có rất nhiều kinh nghiệm. Cuối cùng nhốt anh và Nelson trong cùng một nhà giam, có cùng hạn tù thì mới coi như là hoàn hảo. Trên xe tên phòng giam, John cố ý bắt chuyện với Nelson, thu được sự tín nhiệm của anh ta. Sau khi đến nhà giam, John lại dùng mối quan hệ, khiến quản sự cho anh và Nelson cùng một phòng. Từ giờ, Nelson bắt đầu một thời khắc đen tối nhất trong cuộc đời. Anh ta nhìn phòng giam rách nát, đơn giản, liền suy sụp dựa vào tường khóc lớn. John nói với anh ta ở nơi đây phải hung ác một chút, nếu không sẽ bị bắt nạt. Do đó Nelson làm ra một biểu cảm cực kỳ dữ dằn. Sau đó John đưa Nelson đến nhà ăn cơm, giới thiệu cho anh các bang phái thế lực. Khi họ ăn cơm, đại ca của bang những người da trắng công kích một người đàn ông. Cảnh sát đi đến, hỏi Nelson ai là người ra tay trước. Nelson nhìn về phía John, mắt John ra hiệu về hướng anh ta. Nelson liền hiểu ý, lập tức tố cáo là lão đại của bang trắng đánh trước. Tên đại ca liền bị nhốt vào phòng giam kín. Sau khi trở lại phòng giam, John giả vờ tức giận. Cậu đã gây ra phiền phức lớn rồi đấy, cậu biết không? Ở trong nhà giam không thể nào đánh hắn ta, nếu không thì sẽ bị đánh chết. Nelson nói không phải là cậu bảo tôi nói sao? John nói cậu hiểu sai rồi. Tôi bảo cậu đừng có nói gì cả. Nelson nghĩ mình xong đời rồi. Nhưng may là hiện giờ tên đại ca kia đang bị nhốt lại, anh tạm thời an toàn. Nhưng đến thời gian tắm rửa, Nelson da trắng thịt mềm lập tức bị đại ca của bang Jaden Barry nhìn trúng. Anh ta muốn làm gì không cần nói cũng biết. Nelson nhìn người to cao đen hôi trước mặt, lập tức cảm thấy lỗ hậu căng chặt, hai chân nhũn cả ra. May là sau khi Barry biết Nelson phải ở lại đây 5 năm nên không vội vã đòi hỏi, mà muốn chuẩn bị dần dần bồi đắp tình cảm.
Những ngày tháng sau này, Nelson mới thật sự lĩnh hội được ý nghĩa của từ nước sôi lửa bỏng. Buổi sáng tỉnh dậy, tự nhiên không biết tại sao lại bị người ta dùng một quyền đấm ngã. Lúc ăn cơm, lại nhặt ra được một bong bóng màu trắng. Lúc đi tắm, lại nắm chặt xà phòng tắm trong tay. Mà Barry lại như du hồn, bám mãi không nhả. Tất cả những điều này đều do John đứng đằng sau sắp xếp. Mỗi lần tìm người ra tay, chỉ cần lấy 2 bao thuốc đổi là được. Đối với những chuyện này, John làm mà không biết mệt. Nelson suy sụp rồi, chỉ có thể dùng cách viết nhật ký để giải tỏa áp lực. Nhưng lại không biết rằng bút mà anh dùng được John nhặt từ hố xí lên. Ngày hôm đó, John bị cảnh sát nhà tù gọi ra. Nelson ở một mình trong phòng rất sợ hãi. Bất ngờ, anh bị người ta bắt cóc. Người bắt cóc anh ta chính là Barry. Có thể tưởng tượng ra Nelson sắp phải đối mặt với cái gì. John đứng nấp ngoài cửa, cùng nói chuyện với cảnh ngục. Chuyện này do anh đặc biệt sắp xếp. Barry vỗ vỗ giường, biểu thị Nelson ngồi ở bên cạnh anh ta. Nelson lo sợ ngồi xuống. Barry lại không làm gì anh, chỉ cho anh một nụ hôn của dân tộc Eskimos. Anh ta muốn bồi dưỡng tình cảm với Nelson. Hai người thật lòng thật dạ yêu nhau, chứ không phải là miễn cưỡng chiếm đoạt thân thể của đối phương. Nelson vì để bảo toàn tính mạng, chỉ có thể đáp ứng. Sau một quãng thời gian, đại ca băng da trắng ra khỏi phòng giam kín. Hắn ta đến tìm Nelson, muốn giải quyết anh. Trong lúc đánh nhau, hắn ta phát hiện một mũi tiêm, cứ tưởng là thuốc phiện nên giành lại đâm vào người mình. Nhưng lại không ngờ đó là thuốc tự sát mà Nelson tự chuẩn bị trước cho mình khi biết rằng sau khi ra khỏi phòng giam kín, hắn ta sẽ không buông tha cho anh. Nelson chó ngáp phải ruồi mà giết chết tên đại ca. Người hung ác như thế cũng bị anh giải quyết, anh lập tức nổi danh khắp nơi, không ai dám chọc ghẹo anh. Người của băng da trắng trở thành đàn em của anh. Nelson bây giờ không còn là Nelson ngày xưa nữa rồi. Trong một lần đi vệ sinh, Barry muốn có được anh nhưng lại bị đàn em của Nelson ấn xuống đất đánh cho một trận. Nhưng Nelson lại không làm gì anh ta. Anh thả Barry ra, còn kết bạn với anh ta. Nelson ngày càng khống chế cả cái nhà giam, trở thành đại ca của nhà giam. John biết rằng việc mình muốn báo thù rất khó nhưng anh lại không muốn từ bỏ. Khi biết Nelson sắp được tạm tha ra, anh nhiệt tình tặng cho Nelson một chai nước. Nelson không hoài nghi anh. Sau khi uống xong liền hôn mê. Đến khi anh tỉnh lại thì đã đến thời gian tạm tha. Anh vội vàng đi nhưng lại không biết trên đầu mình đã bị John viết một câu biểu ngữ cấm. Việc tạm tha của Nelson không được thông qua. Khi anh nhìn thấy biểu ngữ trên đầu mình, anh biết rằng đây nhất định là tác phẩm của John tối hôm qua. Trong lúc đánh nhau, John nói với Nelson một câu. Sau khi biết sự việc, Nelson càng tức giận. Bản thân mình luôn coi anh ta là anh em, nhưng anh ta lại coi mình con hề. Hai người đánh nhau càng ngày càng kịch liệt, hấp dẫn sự chú ý của cảnh ngục. Cảnh ngục nhìn thấy bọn mày không phải đánh nhau sao? Được, cho chúng mày cơ hội, đánh đến không chết không nghỉ. Cảnh ngục đặc biệt chuẩn bị cho họ một trận quyết đấu, đồng thời còn là một bảng cá cược, tính toán tỷ suất thắng thua. Trong chốc lát, cả nhà giam đã vô cùng náo nhiệt. Đến ngày quyết đấu, hai người đánh nhau rất kịch liệt. Mày đánh tao trả, không phân thắng bại. Cuối cùng hai người đều lấy ra một kim tiêm thuốc độc, cùng lúc đâm vào người của đối phương. Hai người đồng quy vu tận. Thế là hết. Đợi đã, còn chưa kết thúc đâu. Khi những người tham gia tang lễ đều đã đi hết, Barry cầm sảnh đào đất mở quan tài ra. Anh ta kéo Nelson từ trong quan tài ra. Thì ra Nelson chỉ giả chết. Tất cả đều do bọn họ bày mưu tính kế. Khi họ biết cảnh sát sẽ tổ chức cuộc quyết đấu cho bọn họ, hai người đều phải chết thì họ bắt đầu liên thủ. Đây chỉ là một vở kịch của bọn họ. Đúng lúc Barry ra tù trước hạn, đều do anh ta ở bên ngoài tiếp ứng nên John và Nelson mới có thể trốn khỏi tù. Cuối cùng, Nelson và Barry cùng nhau mở một khách sạn có tên là Baby Duck Winery. Còn John lại trở thành vị khách đầu tiên. Nelson và Barry cuối cùng cũng vui vẻ ở cùng nhau. Hai người trải qua cuộc sống ấm áp lãng mạn. Bộ phim hôm nay đến đây là hết. Các bạn thấy phần review của tôi như thế nào? Các bạn còn muốn xem bộ phim nào nữa thì hãy để lại comment dưới phần bình luận. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.